chư thiên trào kính. Mẹ đã thưa với ngài gì? Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 21 tháng 11 năm 2021 và cũng là chương trình lần thứ 1045 của giờ của mẹ tin yêu. Chúng tôi xin gửi đến quý vị lời chúc cho một mùa tạ ơn tràn đầy hồng ân Thiên Chúa và sum họp gia đình. Sau đây là nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Bài viết lợi ích khi đọc kinh Mân Côi, hạnh thánh Anton Claret, hãy ngừng lại để yêu thương, xin cho con thay đổi, và Đức Mẹ hiện ra tại Banner, nước Bỉ. Xin kính mời quý vị theo dõi. Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài suy niệm lợi ích khi bạn đọc kinh Mân Côi hàng ngày. Nếu bạn cảm thấy khó khi đọc kinh Mân Côi, hay không dễ dàng duy trì việc ấy hàng ngày, bảy điều bất ngờ dưới đây ắt hẳn sẽ là những động lực tích cực, bạn trở nên bớt ích kỷ hơn. Rõ ràng là khi yêu ai đó hay một điều gì đó với trọn cả con tim, bạn cảm thấy rất say mê và biết phải tương tác thế nào với kẻ ấy. Thế nhưng đôi khi khỏa lấp trọn vẹn những đòi hỏi của tình yêu ấy quá là điều không hề dễ dàng. Đó là điều mà tôi cảm nhận được về việc đọc kinh Mân Côi. Tôi yêu kính kinh Mân Côi và nhận chân kinh Mân Côi như một món quà vốn được trao tặng nhưng không. Tôi thực sự tin tưởng vào sức mạnh của kinh Mân Côi, nhưng dành thời gian cho việc cầu nguyện với kinh Mân Côi ư? Điều đó đòi hỏi tôi phải hy sinh và cho đi một khoảng thời gian hay năng lượng vốn lẽ ra là dành để đầu tư cho chính mình. Bởi vậy, cầu nguyện với kinh Mân Côi giúp chúng ta tái quy hướng về Chúa Kitô, đấng giải thoát chúng ta thoát khỏi tình trạng tội lỗi và lòng yêu mình, và là người thầy kiên nhẫn dạy chúng ta biết cách kềm chế những đòi hỏi ích kỷ của bản thân. Thứ hai, bạn trở nên có kỷ luật hơn. Càng cầu nguyện với kinh Mân Côi, bạn càng muốn cầu nguyện nhiều hơn nữa. Ơn ban này có được hệ tại ở những lần bạn vật lộn để cho tâm trí mình hoàn toàn thinh lặng và tập trung. Tuy cảm thấy mệt mỏi, nhưng bạn vẫn cố gắng duy trì việc cầu nguyện hoặc tắt điện thoại để lần hạt trước khi đi ngủ. Những hành vi kỷ luật như thế ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực trong cuộc sống của bạn. Kỷ luật cũng giống như tập thể dục, bạn không thể nào trở thành vận động viên marathon trong lần chạy đầu tiên, nhưng bạn có thể xây dựng nó từng chút theo thời gian. Kinh Mân Côi giúp bạn thực hiện những bước đi bé nhỏ đó để hướng đến việc chọn Chúa là ưu tiên hàng đầu trong cuộc đời của bạn. Ngay cả những ngày khi tình cảm hay tinh thần của bạn đang xuống dốc, việc đọc kinh Mân Côi sẽ giúp vực dậy tâm hồn đang sầu não ấy, và nó cũng là một cách tuyệt vời để giữ lòng trung thành, làm tròn bổn phận với Chúa và với Đức Mẹ, và tuân theo một quy tắc nhỏ trong ngày của bạn. Thứ ba, Đức Mẹ sẽ vén mở những điều sâu nhiệm. Chắc rằng lúc còn nhỏ người ta thường nói sơ sài về kinh Mân Côi, hay đôi lúc người trên ép buộc phải cầu nguyện theo cách mà họ cảm thấy đó hẳn là cách thức thánh thiện nhất. Bạn cảm thấy chán nản và chẳng thể hiểu nổi làm thế nào mà việc cầu nguyện bằng chuỗi hạt ấy có thể mang lại điều gì tốt đẹp hoặc siêu việt, ngay cả khi bạn tin vào kết quả hiệu nghiệm đầy uy lực của nó. Nhưng thực ra, khi cầu nguyện với kinh Mân Côi thường xuyên và chân thành, những chiều sâu tiềm ẩn vốn có ấy sẽ được vén mở. Có lẽ đó là một cái nhìn sâu sắc về một lĩnh vực trong cuộc sống mà bạn đang gặp khó khăn. Đôi khi bạn cảm thấy mình đang hiện diện với Chúa Giêsu trong một khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời của Ngài. Đó cũng có thể là kinh nghiệm diễn ra thâm sâu trong lời cầu nguyện, mà bạn cảm thấy mình thực sự ở đó trong khoảnh khắc của chính mầu nhiệm. Ắt hẳn
luôn có điều gì đó mới mẻ cần được khám phá, và luôn có điều gì đó tốt đẹp cần được tiết lộ. Thứ tư, bạn có nhiều can đảm hơn. Khi bạn bắt đầu đặt trọn niềm tin tưởng, cuộc sống, thậm chí là cả con tim của mình vào tay Đức Mẹ qua chuỗi kinh Mân Côi, bạn sẽ bắt đầu hiểu Đức Mẹ là người thực tế, đơn giản và tuyệt vời như thế nào. Mẹ chỉ muốn dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu. Mẹ yêu chúng ta rất nhiều với sự dịu dàng thực sự của một người mẹ tuyệt hảo. Đến nỗi mẹ được vinh dự lớn lao khi chúng ta trao phó những vấn đề của chúng ta cho mẹ. Những tâm hồn biết chạy đến với mẹ để kêu xin mẹ cứu giúp và tin tưởng rằng mẹ sẽ nhận lời, thì trong lòng họ sẽ cháy bùng ngọn lửa của lòng can đảm. Bạn sẽ có biết bao can đảm khi biết rằng mẹ đang ở ngay bên. Thánh Maximilian nói: "Tôi nhìn thấy mẹ Maria ở khắp mọi nơi và tôi không thấy vấn đề khó khăn nào cả." Một ngày sống của bạn sẽ bình an hơn. Có người nói rằng kinh Mân Côi làm cho cả ngày của tôi bình an hơn, giống như Đức Maria luôn sẵn sàng trợ giúp tôi khi phải đối diện với những điều tồi tệ. Mọi sự sẽ trở nên dễ dàng hơn, tôi ý thức hơn về sự hiện diện của Chúa. Cầu nguyện với kinh Mân Côi không làm đau khổ biến mất, nhưng nó cung cấp cho bạn một vũ khí mạnh mẽ hơn để chiến đấu. Thứ năm, bạn có thêm nhận thức trước khoảnh khắc bị cám dỗ. Một trong 20 mầu nhiệm của kinh Mân Côi là tiêu diệt sự ác, giảm thiểu tội lỗi và đánh bại gian tà. Theo kinh nghiệm của tôi, khi thường xuyên lần chuỗi Mân Côi, tôi nhận ra khoảnh khắc trước khi phạm tội chậm lại. Điều này muốn nói rằng nếu tôi muốn trì hoãn hoặc buôn chuyện chẳng hạn, tôi không chủ động làm điều đó. Tôi nhận ra rằng những hành động đó bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện trong đầu. Tôi nhận thức rõ hơn về sự cám dỗ trước khi hành động và có nhiều thời gian hơn để tôi cân nhắc xem liệu tôi có muốn thực sự làm điều đó hay không. Và khi lần hạt Mân Côi, tôi bắt đầu nhìn cuộc đời mình qua lăng kính được hiệp thông với Chúa, và tôi bắt đầu thấy những gì Ngài muốn cho tôi là tốt, và tôi cũng muốn điều đó. Thứ sáu, bạn bắt đầu đi vào mầu nhiệm nhập thể. Sức mạnh của chuỗi hạt nằm ở sự đơn giản. Nó đơn giản đến mức có vẻ ngớ ngẩn đối với những con người thông thái. Vì vậy, chúng ta thường nghĩ rằng chúng ta cần phải tìm ra các giải pháp phức tạp thông minh, kiểu khoa học đột phá để giải quyết các vấn đề phức tạp thông minh, tầm cỡ khoa học cao siêu của chúng ta. Chúng ta hãy nhìn sâu vào tới cùng tận của các vấn đề là tự hỏi làm thế nào chúng ta có thể tìm ra giải pháp cho vết thương lớn như vậy. Chúng ta không cần những điều ấy. Thiên Chúa đến thế gian như một trẻ thơ bé nhỏ, yếu ớt và bơ vơ, được sinh ra trong cảnh nghèo khó. Kinh Mân Côi đơn giản đến mức có thể được cầu nguyện trong mọi hoàn cảnh là vũ khí cầu nguyện mạnh mẽ nhất mà chúng ta có. Không có vấn đề gì, dù khó khăn đến đâu, dù là trần thế hay trên hết là thiêng liêng, trong đời sống cá nhân của mỗi người chúng ta, của gia đình chúng ta, mà kinh Mân Côi không thể giải quyết được. Nữ tu Lucia Fatima. Vinh Tâm xin gửi đến quý vị bài suy niệm Thánh Anton Maria Claret 1807-1870, người cha tinh thần của Cuba, là một nhà truyền giáo, người sáng lập dòng, người cải cách xã hội, tuyên úy của Hoàng hậu, nhà văn và nhà xuất bản, là Đức Tổng Giám Mục và cũng là người tị nạn. Ngài là người Tây Ban Nha, mà vì công việc, Ngài đã đặt chân đến các nơi như quần đảo Canary, Cuba, Madrid, Paris và cộng đồng Vatican thứ nhất. Thánh Anton Claret sinh ở làng Salien, tỉnh Catalonia, nước Tây Ban Nha năm 1807.
Ngài là con của một người thợ dệt, trong khi làm thợ dệt cũng như vẽ kiểu cho một xưởng tơ sợi ở Barcelona. Ngài dùng thời giờ rảnh rỗi để học tiếng Latin và học cách in ấn. Quả thật Chúa đang chuẩn bị Ngài để trở nên một linh mục và nhà xuất bản tương lai. Được thụ phong linh mục lúc 28 tuổi, vì sức khỏe yếu kém nên ước mơ trở nên một tu sĩ dòng tên hay dòng thánh Bruno không thành tựu. Ngài đã trở nên một linh mục triều nổi tiếng về rao giảng ở Tây Ban Nha. Ngài dành 10 năm để đi giảng tuần đại phúc và luôn luôn nhấn mạnh đến bí tích thánh thể và sự sùng kính trái tim mẹ Maria. Người ta nói chuỗi mai khôi không bao giờ rời khỏi tay Ngài. Khi 42 tuổi, cùng với năm linh mục trẻ, Ngài thành lập tu hội truyền giáo mà ngày nay được gọi là tu sĩ dòng Lare. Từ năm 1850 đến 1857, Ngài bổ nhiệm về làm tổng giám mục của giáo phận bị quên lãng từ lâu là tổng giáo phận San Diego ở Cuba. Ngài bắt đầu cải cách bằng việc rao giảng không ngừng và giải tội. Dĩ nhiên, Ngài phải chịu nhiều chống đối cay đắng, phần lớn là vì Ngài kịch liệt lên án vấn đề vợ lẽ và vì Ngài dạy giáo lý cho các người nô lệ da đen. Một tù nhân của cha Anton chuộc ra khỏi tù đã được thuê mướn để giết Ngài, nhưng Ngài thoát chết và chỉ bị thương ở mặt và tay. Cũng chính cha Anton giúp người này thoát án tử hình. Ngài giúp thay đổi sự nghèo nàn của dân Cuba bằng cách giúp họ trồng trọt những thực phẩm khác nhau cần cho thị trường. Điều này khiến các điền chủ tức giận vì họ chỉ muốn dân chúng trồng mía để thu hoa lợi. Trong các văn bản về tôn giáo của Ngài còn có hai quyển Ngài viết khi ở Cuba, suy tư về canh nông và lợi nhuận quốc gia. Ngài được gọi về Tây Ban Nha với một công việc mà Ngài không ưa thích, làm tuyên úy cho nữ hoàng. Ngài đồng ý trở về với ba điều kiện. Ngài sẽ ở ngoài hoàng cung, Ngài chỉ đến nghe nữ hoàng xưng tội và dạy giáo lý cho con cái họ, và Ngài không bị dính líu gì đến sinh hoạt triều đình. Cả cuộc đời Thánh Anton, Ngài chỉ mơ ước việc xuất bản sách, báo công giáo. Ngài sáng lập nhà in công giáo, một cơ sở xuất bản công giáo mạo hiểm kinh doanh ở Tây Ban Nha, và Ngài đã viết cũng như xuất bản khoảng 200 cuốn sách lớn nhỏ. Trong cộng đồng Vatican thứ nhất, Ngài là người trung thành bảo vệ tín điều bất khả ngộ của Đức Giáo Hoàng. Ngài được sự thán phục của các giám mục bạn. Đức Hồng Y của Baltimore nhận xét về Ngài: đây thực sự là vị thánh. Ngài chết ở tu viện dòng Sito lúc 63 tuổi. Đức Giêsu nói trước những ai muốn theo người là họ sẽ bị bách hại như chính Chúa. Ngoài những cám dỗ trong đời, Thánh Anton còn phải chịu đựng biết bao vu khống xấu xa, đến độ tên Claret của Ngài đồng nghĩa với nhục nhã và bất hạnh. Ma quỷ không dễ buông tha con mồi của chúng. Chúng ta không cần phải đi tìm sự bách hại. Tất cả những gì chúng ta cần là sẵn sàng chịu đau khổ vì đức tin chân thật nơi Đức Kitô, chứ không phải vì những bất cẩn và tính khí bất bình thường của chúng ta. Lời trích: có lần nữ hoàng Isabella thứ hai nói với Thánh Anton, không ai có thể nói cho tôi nghe một cách rõ ràng và thành thật như cha. Sau này hoàng hậu nói với Ngài, mọi người đều xin tôi ban cho họ những ơn huệ này nọ, nhưng chưa bao giờ thấy cha làm như vậy. Cha có muốn xin điều gì không? Ngài trả lời, thưa có, xin cho tôi từ chức. Từ đó trở đi, hoàng hậu không còn đề nghị gì khác. Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài suy niệm Ngừng lại để yêu thương. Cuộc sống đã cho ta yêu thương sao ta lại từ chối? Cuộc sống cho ta niềm vui sao ta lại ưu buồn? Cuộc sống vội vàng tất bật, tình người mong manh dễ vỡ, có đôi lúc ta không biết mình đang sống vì cái gì nữa. Giữa vòng xoáy cuộc sống bon chen ồn ào,
có lúc nào ta ngừng lại để yêu thương, hay chỉ là cảm nhận sự yêu thương, ngừng lại một phút để biết mình đang làm gì, làm như thế nào và làm vì ai, ngừng lại và bắt đầu suy ngẫm về cuộc đời, về con người, ngừng lại để biết ta vẫn còn tồn tại theo cách nghĩ của mình, ngừng lại để nhớ rằng ta đang yêu thương một ai đó và cũng có một ai đó đang yêu thương ta. Cuộc sống vẫn trôi đi khi ta ngừng lại. Ta nhìn lại mình của những năm tháng đã qua. Một lần yêu thương, một lần tan vỡ. Nhiều lần yêu thương, nhiều lần tan vỡ. Bạn bè ngày cũ, bây giờ, người còn, người mất. Có người đã thật xa xôi, dù gần nhau trong gang tấc. Khoảng cách không gian, khoảng cách thời gian đều không đáng sợ bằng khoảng cách của hai tâm hồn. Ngừng lại để ta giật mình hoảng hốt, có phải ta đã quá vô cảm, quá lạnh lùng? Bao lâu rồi ta không còn biết khóc? Bao lâu rồi ta không còn nhói đau vì vết thương của một ai đó? Bao lâu rồi ta chỉ biết yêu mình? Ngừng lại để cảm nhận cuộc sống, ngừng lại để cảm nhận yêu thương. Sống và tồn tại là hai điều hoàn toàn khác nhau. Sống không chỉ ăn, là ngủ, là hô hấp. Sống là phải được làm chính mình, được quan tâm, được chia sẻ, biết quan tâm, biết chia sẻ. Đã bao lâu rồi ta không còn biết sống? Trái tim ta vẫn còn đau lắm, nhưng nỗi đau này là do ta hay do ai đó gây cho ta? Ta đã không biết yêu thương và ta đã trả giá. Ta đã chỉ biết có mình nên ta đã mất nhau. Nếu giờ đây ta còn đau vì vết thương ngày xưa ấy, thì phải chăng ta lại không biết sống thêm một lần nữa? Một cánh cửa đóng lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Cuộc sống không có con đường cùng, chỉ có chăng là ta đã tự làm cùng đường mình. Cuộc sống đã cho ta yêu thương, sao ta lại chối từ? Cuộc sống cho ta niềm vui, sao ta lại yêu buồn? Ôi, cuộc sống mong manh, ngắn ngủi, biết đâu ta sẽ chẳng có ngày mai. Thôi, hôm nay cho ta ngừng lại, ngừng lại một ngày để ta biết yêu thương. Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài suy niệm "Xin cho con được thay đổi chính con". Một triết gia Ấn Độ đã nhìn lại quãng đời đi của mình như sau: lúc còn trẻ, tôi là một người có đầu óc cách mạng. Lời cầu nguyện duy nhất mà tôi dâng lên Thượng Đế là: lạy Chúa, xin ban cho con nghị lực để thay đổi thế giới. Đến tuổi trung niên, tôi mới nhận thấy rằng một nửa đời tôi đã qua đi mà tôi chưa thay đổi được một người nào. Lúc đó, tôi mới cầu nguyện với Thượng Đế: lạy Chúa, xin ban cho con ơn được biến cải tất cả những người con đã gặp gỡ hàng ngày, nhất là gia đình con, bạn bè con, và như vậy là đủ cho con mãn nguyện rồi. Nhưng giờ đây, tóc đã bạc, răng đã long, ngày tháng còn lại chỉ đếm trên đầu ngón tay, tôi mới nhận thức rằng tôi đã khờ dại biết chừng nào. Giờ này tôi chỉ còn biết cầu nguyện như sau: lạy Chúa, xin ban cho con được ơn thay đổi chính con. Nếu tôi biết cầu nguyện như thế ngay từ lúc đầu, thì tôi đã không phí phạm quãng đời đã qua. Người xưa đã có lý khi dạy chúng ta: tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Theo trật tự của cuộc cách mạng, thì cách mạng bản thân là điều tiên quyết. Một nhà cách mạng nào đó đã nói: chỉ cần 10 người như Thánh Francisco thành Assisi, thì cuộc diện thế giới sẽ thay đổi. Cuộc cách mạng đầu tiên mà bất cứ vị thánh nào cũng khởi sự, đó là cách mạng bản thân. Chúa Giêsu đã chuẩn bị 3 năm sống công khai, bằng 30 năm âm thầm, 40 đêm ngày ăn chay cầu nguyện,
và lời kêu gọi đầu tiên của Ngài là hãy sám hối và tin vào tin mừng. Ai trong chúng ta cũng biết câu châm ngôn, thà thắp lên một ngọn đèn hơn là ngồi đó mà nguyền rủa bóng tối. Nếu mỗi người ai cũng đốt lên ngọn đèn của mình, nếu mỗi người ai cũng đóng góp phần ít ỏi, nhỏ mọn của mình, thì có lẽ thế giới này sẽ bớt lạnh lẽo hơn vì lòng ích kỷ. Không ai nghèo đến nỗi không có gì để cho người khác. Chúng ta hãy bắt đầu bằng món quà nhỏ mọn. Có khi vô danh của chúng ta, một giọt nước nhỏ là điều không đáng kể trong đại dương, nhưng nếu không có những giọt nước nhỏ kết tụ lại, thì đại dương kia cũng sẽ chỉ là sa mạc khô cằn. Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài suy niệm Đức Mẹ hiện ra tại Benner, nước Bỉ. Benner là một làng nhỏ nghèo nàn, Bellerin, hơn 80 cây số về phía đông bắc, cách thị trấn Liège 16 cây số về phía đông. Đặc điểm của Benner là toàn tòng, nhưng ảnh hưởng chủ nghĩa Marxist, họ cố xa lánh với giáo hội. Ông Julian Beko là cha của Mariette Beko bị thất nghiệp nên ít khi ra khỏi nhà và hầu như mất đức tin, nên không cho vợ con tiếp xúc với sứ đạo. Mariette Beko chào đời ngày lễ truyền tin 25 tháng 3 năm 1921. Năm 12 tuổi cô bỏ học để phụ giúp cha mẹ ngân quỹ cho gia đình. Chiều thứ Bảy ngày 15 tháng Giêng năm 1933, Mariette nhìn qua cửa sổ không trăng sao, lại có tuyết rơi, để ngóng các em về. Cô nhìn ra ngoài bụi cây trong vườn, thấy bóng dáng phụ nữ mờ mờ sáng. Mariette nói chuyện này cho mẹ, bà cũng chỉ nghĩ là con nhỏ sợ ma. Nhưng Mariette nhìn kỹ, cô nhận ra Đức Mẹ trong bầu sáng, áo dài trắng tinh và sáng chói, thắt lưng xanh thả xuống bên gối trái, khăn choàng cũng trắng, che đầu và phủ kín hai bờ vai. Chân có bông hồng vàng, kim, lộ ra dưới gấu áo dài. Người đeo chuỗi mân côi bên cánh tay trái. Mariette trở lại nhà trường sau mấy tuần lễ vắng mặt. Cô kể cho các bạn học nghe và cả bọn nghĩ rằng phải kể cho cha sở nghe. Nhưng cha Zamin cũng không để ý nhiều về sự việc, vì Ngài cho rằng cô bị ảnh hưởng hiện tượng tại Bernering. Thứ Hai, ngày 16 tháng Giêng năm 1933, Mariette lại được thấy Đức Mẹ. Khi cô ra vườn giữa trời lạnh cóng, cha của cô kinh ngạc thấy con mình quỳ cầu nguyện giữa trời đông lạnh. Mấy ngày sau, Mariette cũng cứ cầu nguyện như vậy, và không ai thuyết phục được cô. Rồi bà mẹ thấy con đi ra đường, vừa đi vừa nói, người gọi con. Mấy người cầm đèn đi theo. Tới khi Mariette quỳ xuống bên đường, cô thấy một dòng nước. Cô vụt tay xuống nước, và hình như cô hết cơn xuất thần. Người ta hỏi thì cô trả lời, nước suối này dành riêng cho mẹ. Hôm sau, cha Jamin đến nhà ông Beko tìm hiểu sự việc, thì một việc ngạc nhiên cho mọi người là ông xin xưng tội, hỏi Mariette về hiện tượng xảy ra trong vườn. Cô xác định đức trinh nữ của người nghèo, mẹ đến để cứu giúp những người bệnh tật. Dòng suối bên đường đã trở thành một suối nước lớn, và mẹ đã cứu chữa nhiều người khỏi bệnh. Sự kiện Đức Mẹ hiện ra tại Benner được Đức Giám mục Kirchhoff, giáo phận Liège, báo cáo về Tòa Thánh năm 1941, và việc tôn sùng được giáo quyền và mọi người công nhận. Một bệnh viện 250 chỗ nằm đã được thiết lập, và nhiều nhà chăm sóc bệnh nhân được mọc lên. Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài suy niệm Đức Mẹ làm gương việc cầu nguyện. Đời Đức Mẹ là đời cầu nguyện liên lỉ, lúc thức lúc ngủ, khi vui khi buồn, không lúc nào Đức Mẹ thôi hướng lòng trí về Thiên Chúa. Hồi lên 3 tuổi, người dâng mình trong đền thờ
cho dễ đọc kinh cầu nguyện đêm ngày. Khi sứ thần truyền tin cũng là lúc Đức Mẹ đang cầu nguyện. Lúc Chúa Giêsu sống lại đến in ủi Đức Mẹ thì cũng là lúc người đang cầu nguyện. Lại khi Chúa Thánh Thần hiện xuống thì Đức Mẹ cũng đang cùng các tông đồ cầu nguyện nữa. Thánh Augustino nói, cầu nguyện là chìa khóa mở cửa thiên đàng. Thánh Alfonso Ligorio lại quả quyết, ai cầu nguyện sẽ rỗi linh hồn, ai không cầu nguyện thì dễ mất linh hồn. Bà Thánh Teresa Mẹ nói, ai không cầu nguyện thì tự mình đi xuống hỏa ngục, không cần ma quỷ nào đẩy nó vào. Vậy, ta muốn cứu linh hồn mình thì phải noi gương Đức Mẹ mà cầu nguyện. Cầu nguyện li lỉ, cầu nguyện xuất sáng và theo ý ngay lành. Buổi sáng ta hãy cầu nguyện, vì lời nguyện lúc này như là của nuôi linh hồn, mạnh sức chiến đấu cùng ma quỷ và lập công. Buổi tối, trước khi ngủ, ta hãy ép mình đọc kinh để cảm tạ Chúa, ta ban ơn giúp sức cho ta làm việc cả ngày, và cũng để xin người gìn giữ hồn xác ta ban đêm nữa. Lại mỗi khi gặp khốn khó như lúc đau yếu, khi bị ma quỷ cám dỗ, đánh phá, ta hãy đem lòng lên cùng Chúa và Đức Mẹ, cầu xin người thêm sức cho ta được dùng mọi dịp để lập công. Ôi, biết bao người giáo hữu ngày đêm bê tha tội lỗi, mê tham của cải, công việc thế tục, lòng trí ra khô khan, nguội lạnh, không mấy khi nhớ đến Chúa. Ta hãy xét xem đã bao lần ta quên lãng việc đọc kinh cầu nguyện. Ta hãy thực tình ăn năn và xin Chúa thứ tha. Lạy Đức Mẹ, xin Đức Mẹ giúp chúng con noi gương Mẹ mà siêng năng đọc kinh lần hạt, để đời chúng con được tươi đẹp hơn, mà sau này những kinh ấy sẽ kết thành triều thiên cho chúng con trên thiên đàng. Thánh Tích hãy luôn chạy đến cùng Đức Mẹ, hãy luôn chạy đến cùng Đức Mẹ. Đó là câu tóm kết tất cả khoa thần học của Thánh Alfonso, vị tiến sĩ hội thánh. Đó là trung tâm học thuyết tu đức của thánh nhân vậy. Khi người đến tuổi già không còn đủ trí nhớ để nhớ mình đã lần hạt mân côi chưa, người vẫn hỏi thầy dòng coi bệnh, hôm nay tôi đã lần hạt chưa thầy? Một hôm thầy nói với người, thưa cha, bao nhiêu tràn hạt cha đã đọc dư ra hôm nay, con xin cha nhường tất cả cho con. Đấng Thánh liền tỏ vẻ mặt nghiêm trang và nói, thầy đừng đùa, thầy không biết rằng phần rỗi đời đời của tôi là nhờ ở tràng hạt mân côi ư? Đó là sự thật tỏ rõ như ban ngày. Nếu ta luôn luôn chạy đến cùng Đức Mẹ, chắc chắn thế nào ta cũng rỗi linh hồn và nên thánh. Vì lòng sùng kính Đức Mẹ từ thế kỷ thứ bảy, người ta sùng kính cầu nguyện nhiều hơn tham dự thánh lễ. Sau cộng đồng Vatican II đã lôi kéo họ trở lại đọc kinh thánh và tham dự thánh lễ, hình thức dễ dàng nhiều nhất đến với Chúa là cầu nguyện với Đức Maria. Vì đó Đức Maria mệnh danh là Đức Bà là cửa thiên đàng. Chương trình Radio Giờ của Mẹ được bảo trợ bởi nhà hàng Broda Restaurant tại Fountain Valley. Số điện thoại 657-247-4401, 657-247-4401. Xin quý vị vui lòng ủng hộ cho nhà hàng Broda Restaurant. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ của Mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.